Ai rồi cũng sẽ đổi thay mà thôi. Các bạn hay cả chính mình ở đây sẽ thay đổi trong ngày mai, hoặc có thể là tuần sau, hoặc lâu hơn, có thể là vài năm nữa. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ bị bào mòn và dần dần chúng ta sẽ thay đổi hết, kể cả ở mảng nước hoa. Hello, xin chào các bạn, mình là Kiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi tâm sự với nhau về những chủ đề ở trong nước hoa. Và lâu rồi thì cũng không làm cái số này. Và hôm nay thì nó thật là trong thời điểm hiện tại tôi đang không có cảm hứng làm như review gì cả. Nên chỉ đơn giản rằng muốn chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình đã thay đổi hoàn toàn khi mà mình dùng, sau đó là chơi và bắt đầu làm những cái nền tảng khác nhau để chia sẻ về nước hoa. Đại khái là đi sâu hơn vào mùi hương. Thì ngày hôm nay hãy cùng nhau xem ở mình đã thay đổi những gì, và điều đó có giống ở các bạn hay không nhá. Cái điều đầu tiên mà mình đã thay đổi ở đây đó chính là giá trị của một sản phẩm. Ở đây thì mình không nói về những cái sản phẩm khác mà sẽ chỉ nói về ở nước hoa. Nhưng mà nếu như các bạn có thể đúc kết được thì chắc chắn rằng cái này các bạn cũng có thể mở rộng. Trước đây ấy, khi mà nhắc tới giá trị của một chai nước hoa thì các bạn sẽ nghĩ đến gì? Giá tiền, mùi hương, hay là hiệu năng, hay là câu chuyện, thương hiệu, hay đơn giản là mua vì nó sắp sửa ngừng sản xuất. Người ta gọi là sưu tầm đấy. Các bạn sẽ lựa chọn cái gì? Trong đầu của mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tới một vài những cái yếu tố kiên quyết hàng đầu, đúng không? Trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình biết đến nước hoa ấy, thì có lẽ đó sẽ là cái công dụng của cái mùi hương đấy, sẽ là một cái mùi hấp dẫn, quyến rũ để mình có thể gây được ấn tượng với những người khác. Sau đó thì mình chưa có điều kiện tài chính quá nhiều thì bắt đầu mình tìm đến cái phần giá trị về đồng tiền mà mình bỏ ra. Tức là mình sẽ có cái xu hướng là tìm những chai nước hoa giá rẻ nhưng mà mùi thì giống với những mùi nổi tiếng, hay người ta còn gọi là clone đó. Sau này thì đơn giản chỉ là mùi hương thôi. Khi mà mình đã có thu nhập tốt hơn thì mình chỉ được quan tâm đó là mùi hương nó phải ngon và những thứ khác nó không quan trọng. Nhưng khi mà mình thực sự tìm hiểu sâu hơn về mảng nước hoa, và đó cũng là lúc mà mình hiểu được rằng cái giá trị của một sản phẩm về mùi hương nó không chỉ đơn giản là giá tiền, mà nó sẽ là tất tần tật những thứ mà mình đã vừa kể ở trên. Đương nhiên là nó sẽ không đúng ở một vài cái, thí dụ như kiểu nước hoa clone. Nước hoa clone thì người ta sẽ chỉ quan tâm đến phần giá tiền và mùi hương thôi, còn cái câu chuyện thì nó cũng sẽ không có. Nhưng mà với những sản phẩm khác thì có lẽ một cái sản phẩm giá trị chắc chắn nó sẽ đến từ tất cả các mặt. Và cái này mà mình cũng đã nghiệm ra ở trong rất nhiều vấn đề. Đó là nếu như bạn là một người mua một chai nước hoa, khi mà bạn không quan tâm đến giá tiền mà bạn chỉ quan tâm đến giá trị mà các bạn nhận được ấy, thì các bạn phải trải nghiệm nó ở store, ở cửa hàng, để các bạn ngoài cái việc là có được một mùi hương như mong muốn với đồng tiền các bạn bỏ ra, thì các bạn còn phải nhận được về cái câu chuyện, về cái giá trị của thương hiệu rất nhiều. Đó là cái mà các bạn hoàn toàn xứng đáng để có thể nhận được. Và nếu như bạn là người kinh doanh về nước hoa thì đây cũng là một cái chia sẻ đối với các bạn, đó là ngoài cái việc mà các bạn chỉ cạnh tranh nhau về giá và các bạn sẽ không có những cái mặt khác, những cái điểm chạm khác, thì chắc chắn rằng cái khách đến với bạn chỉ đơn giản là giá thôi. Và cái giá nó là một cái mà rất dễ mà chúng ta có thể dễ bị cạnh tranh. Thế nên nếu như bạn có một cái đội ngũ nhân viên trung thành, làm việc lâu, các bạn là những người đam mê, thì các bạn hãy training nhân viên của các bạn để có thể hiểu được giá trị và thương hiệu cũng như là câu chuyện đi kèm. Thì mình đảm bảo rằng các bạn sẽ không bao giờ hết khách. Đây là điều mà mình đã nghiệm ra ở rất nhiều những cái cửa hàng nước hoa. Cái yếu tố thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là khi mà các bạn đã chuyển sang cái mức đó là từ việc dùng bình thường cho đến sưu tầm, thì mình đã có một cái video nói về chủ đề này, đó là hãy sưu tầm mùi hương theo những perfumer, theo những nhà sáng tạo. Tại vì đối với những người đó thì các bạn có thể dễ dàng đồng điệu. Vì đây nhá, chỉ một cái ví dụ đơn giản cho các bạn thôi, đó chính là việc khi mà các bạn mua một chai nước hoa, toàn bộ những cái mà các bạn có thể nhìn cầm nắm được thì nó mang cái yếu tố về ngoại hình,
nó là cái yếu tố của thương hiệu về thiết kế bla bla bla. Nhưng cái mà các bạn mặc lên người để cho những người xung quanh người ta thưởng thức, người ta đánh giá bạn qua mùi hương đó, thì nó là ở cái phần dung dịch, ở cái chất lỏng ở bên trong, đúng không? Chứ nó không hề mà của thương hiệu này hay thương hiệu nọ cả. Bạn cũng không đủ thời gian, hoặc là đôi khi người ta không cho các bạn đủ thời gian để các bạn giới thiệu rằng là tôi dùng nước hoa của thương hiệu này, thế nên là bạn phải thấy rằng là tôi chất lượng, mà họ sẽ chỉ ngửi qua mùi của bạn để đánh giá bạn thôi. Thì cái này mình nghĩ rằng là nó sẽ đến ở cái phần mà sáng tạo mùi hương. Và khi mà những perfumer ấy, không phải là thương hiệu nào người ta cũng có những perfumer riêng, mà có nhiều thương hiệu người ta sẽ hợp đồng, người ta sẽ làm với một vài mùi hương trong những cái kế hoạch phát triển thương hiệu của họ. Đương nhiên là cũng sẽ có những cái nội dung, những cái mong muốn mà thương hiệu muốn truyền tải qua mùi hương, nhưng mà cách làm mùi của mỗi perfumer nó sẽ mang một cái màu sắc khác nhau. Và nếu như bạn đang có ý định là sưu tầm vì bạn đang thích một mùi hương nào quá, mà bạn đang có ý định là mua cả bộ sưu tập của nhà hương đó, thì mình khuyên các bạn rằng các bạn hãy xem perfumer đằng sau là ai, hoặc là các bạn có thể xem lại cái video mình đã nói, mình sẽ gắn ở đây. Thì khi đó các bạn sẽ có những lựa chọn, những bước tiếp theo nó tốt hơn, nó chính xác hơn, thay vì cái việc là các bạn mua cả bộ sưu tập của một thương hiệu. Cái này nó sẽ ổn khi mà các bạn mua những thương hiệu niche và indie của một nhà làm hương. Còn nếu như mà các bạn mua những cái thương hiệu designer hay là những thương hiệu kể cả niche mà họ lại thuê những perfumer ở ngoài, thì chưa chắc là các bạn đã có được những bước tiếp theo chính xác, đôi khi còn trượt chân ngã vỡ mồm luôn. Nó cũng giống như cái việc mà các bạn chọn một dòng nhạc để nghe, nó sẽ khác với việc là các bạn chọn nghe một ca sĩ nào đó hát. Khi mà các bạn chọn một dòng nhạc thì chắc chắn là các bạn chọn bài nào trong dòng nhạc đấy thì bạn cũng sẽ thích, nếu như bạn đã thích cái màu nhạc kiểu đấy. Còn nếu như mà bạn thích ca sĩ thì người ta có thể hát rất là nhiều thể loại khác nhau theo từng giai đoạn phát triển của ca sĩ đó. Thì đây là cái mà mình muốn chia sẻ tiếp theo đến các bạn, mà mình cũng đã thay đổi góc nhìn rất nhiều bằng việc là sưu tầm theo những perfumer, chứ không chỉ đơn thuần là bu theo những thương hiệu. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ đó chính là nước hoa có phải là thứ không thể thiếu hay không? Thì không. Đây, các bạn, nếu như chúng ta chưa biết nhau, các bạn nhìn mình như này, trông như nào, lịch sự, bảnh bao, đúng không? Nhưng nếu như các bạn chỉ nhìn mỗi cái này, duy nhất một cái này, thì các bạn sẽ nghĩ gì? Ở một chai nước hoa, chấm hết. Vậy thì để gây ấn tượng là cái này hay là cái ngoại hình? Chắc chắn nó sẽ là cái ngoại hình rồi, đúng không? Thế nên nếu như các bạn đang có cái suy nghĩ rằng mua một mùi hương để có thể gây được ấn tượng với người khác, thì câu trả lời của mình với khoảng tầm 500-600 mùi hương ở đằng sau lưng, thì mình khẳng định với các bạn rằng các bạn sẽ không thể nào gây ấn tượng bởi mùi hương bằng cái con đường ngửi, mà các bạn sẽ chỉ có thể gây ấn tượng bằng cái ngoại hình thôi. Đại khái là về thị giác đó, khứu giác nó sẽ mang một cái sức mạnh để khơi gợi những cảm xúc, nhưng mà nó cũng rất là hên xui, tại vì chúng ta không biết được rằng cái người mà chúng ta muốn gây ấn tượng, người phụ nữ hay là người đàn ông đó, người ta có một cái quá khứ, một cái ký ức như thế nào với những cái mùi hương mà mình mặc. Thế nên là nó sẽ rất là hên xui. Thay vì thế thì các bạn hoàn toàn có thể bằng cách đó là mua cho mình một chiếc áo sơ mi mới, cắt đầu tóc bảnh bao một tí, xong rồi quần là áo lượt, giày thì đánh đi, lông mũi thì cắt đi, mọi thứ như vậy là hoàn toàn là các bạn có thể gây được ấn tượng rồi. Sạch sẽ thôi, chứ không nhất thiết là phải thơm tho. Thế giới này không cần thiết phải có nước hoa. Đấy là cái điều mà mình đã đọc qua ở rất nhiều những cái tờ tạp chí khác nhau. Nước hoa là một thứ trang sức vô hình, trang sức thì không nhất thiết phải có. Còn một cái thứ vô hình, một cái thứ trừu tượng, nó chỉ là những cái điểm cộng, những cái điểm giỏi ở trong một cái bài thi thôi. Các bạn hoàn toàn có thể làm tất cả những yếu tố khác để đỗ được, chứ không nhất thiết là phải dùng nước hoa. Đấy là quan điểm rõ ràng của mình luôn. Yếu tố kiên quyết hàng đầu không phải là nước hoa. Đến với nội dung thứ tư, cũng là một cái mà khi mà mình bắt đầu làm những cái video ở trên những nền tảng khác nhau, mình nhìn thấy đó chính là việc chúng ta không biết chúng ta thực sự muốn gì và chúng ta có thể bỏ ra những gì để đạt được những điều mà chúng ta muốn. Cái này mình nhìn thấy chính bản thân mình. Trước đây mình muốn một cái mùi hương ngon bổ rẻ, nhưng mà thực sự thì cái đấy nó không có thật.
nó là rất ít. Và thêm một cái nữa ở trong mảng nước hoa ấy, đó là các bạn muốn một thứ nó mang cái tính cá nhân nữa. Thế mà cái việc trải nghiệm của các bạn chưa hoàn toàn có, thì có một cái cách để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, đó là hãy vạch ra những thứ mà các bạn có thể sẵn sàng bỏ ra. Ở đây đó là tiền, bao nhiêu tiền. Thì khi mà các bạn vạch ra tiền thì các bạn có thể kẻ một cái cột tương ứng về những cái mà các bạn mong muốn ở một mùi hương. Và sau đó các bạn sẽ liệt kê. Và dần dần các bạn gạt bỏ thì các bạn xem là các bạn giữ được những cái gì và các bạn ưu tiên cái yếu tố gì hàng đầu. Với một chai nước hoa đâu đó 1 triệu đồng thì các bạn không thể nào mong muốn có một sáng tạo mà nó mang cái tính là cá nhân cao, cũng như là một cái thương hiệu nít lâu đời, rồi mùi hương thì mang cái tính phức tạp, độ bám tỏa khủng, rất là nhiều những cái yếu tố ở một chai nước hoa đắt tiền, nó không thể nào có ở một chai nước hoa giá rẻ. Và nếu như các bạn xông xênh hơn về việc chi trả cho một mùi hương thì những cái mà các bạn nhận được nó cũng sẽ tốt hơn. Đó, thì đây là cái mà mình đã nghiệm ra. Thực ra nó cũng sẽ là một cái mà các bạn có thể dễ dàng nhìn rộng ra hơn khi mà ở đời sống hàng ngày. Nếu các bạn cho đi nhiều thì các bạn sẽ nhận lại nhiều. Còn nếu mà các bạn chưa cho đi mà các bạn đã nghĩ đến việc là ừ, tôi phải nhận được cái này, phải nhận được cái nọ, thì cái việc mà các bạn nhận được nó sẽ rất rất ít. Thì đây là một cái mà mình đã nghiệm ra. Cái việc mà hiểu bản thân mình muốn gì, mình là ai ấy, thì đến bây giờ các vị thiền sư cũng đang rất cố gắng để truyền tải rằng là chúng ta là ai trong vũ trụ này, rồi từng cá thể sẽ sinh ra có một vai trò gì. Thế nên là mình nghĩ rằng các bạn cũng không việc gì phải vội vã, phải hấp tấp cả. Các bạn hoàn toàn có thể tìm một cách chậm rãi và cố gắng rằng hãy trải nghiệm thật nhiều. Nếu như hôm nào có đi trung tâm thương mại hay là đến những cái cửa hàng nước hoa vì ông Kiên đang review mùi này, tôi tò mò, thì các bạn hãy đến đó, các bạn hãy ngửi thật nhiều, nhiều nhất có thể. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy để cho cái mũi của bạn nó hoạt động một cách tự nhiên. Các bạn chú ý đến những cái mùi hương xung quanh của các bạn, không nhất thiết là mùi từ những cái chai nước hoa, có thể là những cái lọ nước rửa tay, lọ dầu gội đầu, hay là đang mùa chặt cây ở Hà Nội để tránh bão, các bạn cũng có thể mở cái khẩu trang ra để các bạn hít hà thật nhiều. Và khi mà các bạn có cho mình một cái hệ quy chiếu tốt thì các bạn cũng có thể dễ dàng mà đưa ra được những cái quyết định nó tốt hơn. Thì cái này mình nghĩ rằng là nó sẽ rất rất khó, nhưng mà nếu như các bạn cứ vội vã thì các bạn sẽ đẩy nhanh cái quá trình là mua những cái chai nước hoa không vừa ý. Và hãy nhớ một cái điều rằng tiền nào thì nó của nấy, sẽ rất khó có những lựa chọn tốt ở cái phân khúc đấy. Và nếu như mà những lựa chọn đấy dù mình hay là rất nhiều người khác có khen đi chăng nữa, thì hãy nhớ một câu rằng đó là quan điểm cá nhân của mình, của những người đó, và có thể nó sẽ chỉ tốt ở trong mức giá đấy thôi. Còn nếu mà các bạn so sánh nó rộng hơn với những cái chai nước hoa đắt hơn hay những lựa chọn khác rộng và đa góc nhìn hơn, thì chưa chắc nó đã tốt như bạn mong muốn. Thế nên là hãy cố gắng trải nghiệm và xem rằng mình có thể bỏ ra, mình xứng đáng nhận được những gì. Và cái yếu tố cuối cùng cũng là một cái mà tôi đang rất lo lắng, đó chính là những chai nước hoa của bạn đang hỏng đi từng ngày. Tất cả 600 chai nước hoa đằng sau lưng nó đang hỏng đi từng ngày. Lý do vì sao á? Các bạn có thể nghĩ rằng là do ánh sáng, đèn, ánh sáng mặt trời, hay là do nhiệt độ phòng. Đúng, những cái đó nó là một trong những yếu tố nhỏ để làm cho mùi hương của bạn đang hỏng đi, đang hết hạn. Không phải tự dưng một chai nước hoa nó có hạn sử dụng ở cái phần ghi chú ở bên ngoài, phần bỏ hộp để cho các bạn theo dõi. Thực chất thì ngay cái chính cái dung dịch khi mà các bạn sử dụng như này, và khi mà người ta đổ vào trong chai hoặc là từ những cái thùng to hoặc là từ những cái máy bơm vào, thì nó luôn luôn phản ứng với nhau. Và người ta hay gọi vui là cái ủ mùi hương ấy. Cái này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó xuất hiện ở những cái chai của nước hoa của Le Labo, khi mà các bạn vừa mới mua tại store pha tại hãng luôn, thì khi mà về sau thì nó sẽ có sự thay đổi của mùi hương. Và đương nhiên nó cũng sẽ thay đổi tiếp khi nó ở trên kệ của các bạn. Đó, chỉ cần miễn là nó tiếp xúc với không khí thì nó cũng sẽ thay đổi. Và dù nó không tiếp xúc với không khí thì các chất ở trong chai nước hoa này nó cũng sẽ thay đổi với nhau. Thế là chắc chắn một điều rằng các bạn phải chấp nhận, đó là những chai nước hoa của các bạn đang hỏng đi từng ngày.
đương nhiên là nó sẽ không trong một sớm một chiều được. Và nếu như các bạn bảo quản tốt thì cái thời gian đấy nó sẽ duy trì khoảng tầm 5, 7 năm, 10 năm và cũng có thể là lâu hơn rất nhiều. Cái việc mà các bạn ngửi một mùi hương, các bạn mua một chai nước hoa ban đầu về mà các bạn tầm 1 năm sau xịt, mình đảm bảo rằng nó có sự khác biệt nhưng mà nó không quá rõ rệt. Và thường thường thì nó sẽ là những cái mùi cam chanh, những cái nốt hương nhẹ ban đầu nó sẽ bay bớt và sẽ còn những cái nốt hương ở phía dưới thôi. Thế là càng về lâu về sau thì các bạn sẽ nhận thấy mùi nó dày dặn hơn rất là nhiều. Thực chất thì không phải là cái phiên bản đấy, cái năm sản xuất của chai nước hoa đấy ngon, mà là độ ủ cũng như là nó liên quan đến cái việc là các chất trong đấy nó luôn luôn phản ứng với nhau. Thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Một câu chuyện mà chúng ta có thể liên hệ ra một chai nước hoa rất nổi tiếng, đó là Creed Aventus. Đơn giản là khi mà quá nhiều người mua thì cái việc mà sản xuất không kịp, độ ủ, thời gian ủ chưa kịp. Sau đó thì có những cái chai nước hoa nó đã rất là lâu rồi thì nó cũng đã bị ảnh hưởng, nó đã bị kiểu oxy hóa thay đổi rồi. Và so sánh với những chai bây giờ thì nó không thể nào bằng được, hoặc là nó sẽ dày mùi hơn. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Và đó là thứ mà các bạn phải chấp nhận. Các bạn không thể nào mà thay đổi được cái việc là thời gian nó sẽ bào mòn đến những thứ đó. Và chắc chắn bạn và mình cũng sẽ thay đổi. Và gu mùi hương cũng như là những quan điểm của các bạn về mùi hương, về mọi thứ nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Và nếu như bạn có những thay đổi nào khi bạn đã bắt đầu dùng nước hoa cho đến thời điểm hiện tại thì rất là mong bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.